Xin chào bà con, thì cái buổi hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái concept rất là mới. Tôi nghĩ rằng là sẽ mới đối với cả những bác sĩ cơ và những người đang niềng răng bằng kỹ thuật này, cũng như là những cái bạn mà sắp tới thì có thể là các bạn sẽ phải sử dụng cái kỹ thuật này, bởi vì đây là một kỹ thuật mà rất là hay và cũng mới ở Việt Nam nữa. Nó mới bước vào Việt Nam thôi. Đó là kỹ thuật gì? Đó là tôi xin bật mí luôn, đó là kỹ thuật Mew Technique. Và chắc chắn rằng đây không phải là mewing, không phải là một phương pháp tập lưỡi đâu, mà là một phương pháp bẻ dây, có thể là điều trị rất nhiều những cây rất là khó. Thì như thế nào thì chúng ta hãy tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay. Vinalife, một nụ cười thay ngàn lời nói. Thì quay trở lại cái nội dung thì cái mew ấy, viết tắt là tiếng Việt chúng ta có thể đọc là MEAW. Đấy, và nó là chữ viết tắt của Mantilops SYSY, tức là gì? Đó là một cái kỹ thuật đa lúp và bẻ dây rất là tùm lum. Và nếu mà ai có thể lên trên mạng, hoặc là thậm chí tôi tin rằng là Hà Nội và Sài Gòn là hai nơi mà có rất nhiều bạn có thể đã được áp dụng cái phương pháp này rồi. Đấy, tức là gì? Tức là chúng ta sẽ phải bẻ những cái dây nó loang hoàng như thế này trên miệng, mà các bạn có thể nhìn thấy trên cái màn hình của cái video này. Thế thì Mew này, kỹ thuật đa lúp này lần đầu tiên được phát triển bởi một bác sĩ người Hàn Quốc tên là Kim, và nó để áp dụng trong trường hợp cắn hở rất là hữu hiệu. Nhưng mà sau đó thì được Professor Sato Sadao người Nhật Bản đã phát triển. Thực ra nó là một kỹ thuật bẻ dây, và đằng sau nó ấy, lại là một triết lý rất là đặc biệt. Chúng ta có thể nhìn thêm một vài hình ảnh nữa như thế này. Đây, ví dụ như đây là một cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy rất là nhiều lúc lòng hoặc. Và đây là trên thực tế một cái dây cung mà tôi bẻ, thì chúng ta có thể thấy rằng là từ một cái dây rất là dài và chúng ta bẻ rất là lòng hoặc như này, và bác sĩ cũng phải luyện skill một chút để có một cái sự khéo tay. Đấy, ngoài vấn đề kiến thức ra thì chúng ta để mà làm cái kỹ thuật này thì chúng ta cần phải có một độ khéo tay nhất định. Đấy, ví dụ như là hoặc là những hình này thì chúng ta thấy rằng là rất là lòng hoặc như thế này. Nếu mà chúng ta bẻ sai một chút thôi, bẻ không đúng lệnh một chút thôi thì có thể đưa lại những cái hậu quả không tốt. Thế thì cái ưu điểm của cái phương pháp đa lúp này là gì? Là thứ nhất là nó đàn hồi. Từ một cái dây rất là dài như thế này mà chúng ta bẻ loang hoang tạo thành các lúp như thế, thì thứ nhất là cái lực nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai là gì? Có thể điều chỉnh các cái bậc, các cái góc cạnh của các cái lúp này. Nó sẽ giúp cho cái mục đích điều chỉnh các cái răng theo đúng cái chúng ta mong muốn, hoặc theo những triết lý đối với cái sử dụng cái Mantilops này, đó là chúng tôi sẽ phải thay đổi những cái góc mặt phẳng cắn, cái góc nghiêng của mặt phẳng cắn, để làm sao mà kích thích cái sự phát triển của xương hàm, cũng như là để điều chỉnh cái mặt phẳng nhai một cách theo cái mong muốn, cũng như là theo phác đồ điều trị. Và quay trở lại cái chương trình này thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái ưu điểm, đó là chúng ta sẽ áp dụng rất nhiều cái Mantilops này trong trường khó, ví dụ như là class 3, ví dụ bị móm đấy, nó gọi là class 3, hoặc là cắn hở. Riêng cái trường hợp cắn hở thì chúng ta áp dụng đối với phương pháp Mantilops này cực kỳ hiệu quả. Và lệch mặt thì khi mà một bên nó mất thăng bằng bằng cái mặt phẳng nhai, mà bên cao bên thấp ấy, thì cái việc mà bẻ bậc ở trên cái dây Mantilops này rất hiệu quả. Nói tóm lại rằng là đây là một trong những trường phái triết lý có thể điều chỉnh được cái mặt phẳng nhai theo cái hướng mong muốn của chúng ta. Tuy nhiên thì cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó. Có những cái ví dụ như là chúng ta nhìn thấy rằng là quay trở lại, chúng ta nhìn thấy rằng là có rất nhiều cái lúp loang hoàng như này, và nó có thể gây mất vệ sinh, rất khó, chúng ta rất khó để đánh răng, rồi thịt hoặc là các thức ăn này sẽ nhắt rét vào các cái Mantilops này, gây nên tình trạng rất khó vệ sinh. Cái nữa là rất khó chịu, loang hoàng ở trong miệng, và nó có thể đâm chọc vào niêm mạc, và chúng ta sẽ có thể bị loét niêm mạc. Không có gì là kỳ hoàn hảo cả. Tuy nhiên thì càng ngày thì có một tin vui, đó là càng ngày thì cái khoa học càng hiện đại và các vật liệu mới ra đời. Thì mới đây thì có một cái vật liệu đó là có tên là dây găm mentol. Thì nó được phát triển ở Nhật. Thì cái dây găm mentol này nó là một trong những cái hợp chất titanium có tính đàn hồi rất là cao. Nó vẫn giữ những cái form, nhưng mà các cái kỹ thuật chúng tôi có thể điều chỉnh trên cái dây này, và không cần phải bẻ cái lúp loang hoang như những hình ảnh trên nữa. Mà đây ví dụ chúng tôi sẽ phải bẻ những cái bậc nó rất là đơn giản như thế này, kèm theo những khí cụ và những cái kim mà được
đặt riêng cho cái kỹ thuật này. Ví dụ như ta có thể nhìn thấy cái kìm ghia này. À, đây là một cái dây mà sau khi mà bẻ xong bằng cái dây ghia này thì ta thấy rằng là cái lốp ấy nó không còn loang hoàng nữa, nó không còn phức tạp nữa mà nó rất là đơn giản. Nó vẫn giữ các tính năng của các cái bậc, của các cái điều chỉnh. Chúng ta vẫn có thể bẻ bậc được, làm trồi đánh lún hoặc thay đổi mặt phẳng nhai trên cái dây này rất là tốt. Và chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái case lâm sàng có áp dụng cái kỹ thuật Ram Mental Gear. Thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với cái kỹ thuật bẻ lốp như bên trên. Hoặc là đây một cái hình ảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là rất là đơn giản và hiệu quả. Các cái dây nó được xử lý. Đấy. Và để quay lại thì chúng ta có thể so sánh với cái hình ảnh này thì rõ ràng là tôi sẽ cóp xuống một chút và đặt sang một bên để chúng ta cùng so sánh. Một bên là bằng kỹ thuật đơn giản hơn, tiến bộ hơn mà vẫn giữ được cái tính năng. Một bên thì phức tạp hơn. Thì rõ ràng rằng là khách hàng các bạn chính là những người được hưởng lợi dựa trên cái nền khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển. Thế thì đây là một trong những cái kỹ thuật, một trong những cái triết lý nó khá là mới, khá phổ biến ở Việt Nam, và bác sĩ thì cần phải training, cần phải đi học những cái lớp đặc biệt. Thì thực sự thì cái kỹ thuật này thì tôi đã làm cách đây khoảng 10 năm rồi, nhưng mà nó cũng vào Việt Nam tôi nghĩ rằng là tôi nhớ rằng cách đây khoảng 2-3 năm thôi. Và bây giờ thì rất nhiều bác sĩ cũng đã triển khai kỹ thuật này rồi. Và cái kỹ thuật này thì là một trong kỹ thuật mà tôi xin nhắc lại là một kỹ thuật có thể xử lý được rất nhiều các cái case, các trường hợp khó, ví dụ như là bị móm này, hoặc là bị lệch mặt này, hoặc là bị cắn hở rất là đặc biệt. Và tôi xin nhắc lại là không phải phương pháp nào là toàn diện cả, mà một người bác sĩ giỏi là một người bác sĩ biết lựa chọn case phù hợp, cũng như là để phối hợp một cách toàn diện các phương pháp, từ dây thẳng, từ bẻ các lúp như này, và kể cả nên ra một khai trong suốt nữa, phải biết phối hợp, vì mỗi cái nó là một khía mạnh khác nhau. Chúng ta không chăm chăm cổ suý cho những cái gì cả, mà là một cái người như một người bác sĩ như tại trung tâm chúng tôi, thì chúng tôi phải phân tích rất là tỉ mỉ và đưa ra một phác đồ điều trị hợp lý. Cái điều đó là điều quan trọng. Còn cái bẻ dây như thế này hoặc là khai chỉnh nhang suốt, nó chỉ làm khí cụ thôi. Tôi xin nhắc lại, nó chỉ làm khí cụ thôi, nó chỉ giúp ích cho chúng tôi thôi. Và cái điều thông minh phải lựa chọn khí cụ đúng và khi làm sàng đúng. Một lần nữa thì bác sĩ Nam Bùi xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của tôi, và hy vọng rằng cái video này đã cung cấp mà cho các bạn phần nào những thông tin. Và nếu mà bạn nào phải làm kỹ thuật này thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là tại sao chúng ta được làm kỹ thuật này và ưu nhược điểm phương pháp này như thế nào. Một lần nữa thì bác sĩ Nam Bùi xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.